Năm 2014, OECD cắt giảm triển vọng tăng trưởng trên thế giới từ 3,6% còn 3,4% và dự báo rằng nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm nay trước khi tăng lên 3,9% trong năm tới. Tổ chức Phi hợp tác và Phát triển Kinh tế tại Paris cho biết, trong viễn cảnh kinh tế gần đây nhất vào tháng 11, lần cuối cùng OECD đã cắt giảm ước tính từ 3,6% cho nhiệt độ tăng trưởng của toàn cầu. Chúng ta vẫn đang sống với những gì còn lại sau cuộc khủng hoảng. Vấn đề chính là đây, bạn có thể cho rằng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng, bởi vì những gì chúng ta đang thấy là những con số tốt hơn. Tuy nhiên, những nguy cơ sụt giảm vẫn còn đó, tốc độ tăng trưởng vẫn thấp và tỷ lệ thất nghiệp vẫn chưa giảm. OECD dự báo kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, từ mức 2,9% là mức đã được dự báo trong tháng 11, sau khi thời tiết xấu gây ra cho năm một khởi đầu khó khăn.